Thưa quý vị, sáng nay Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới trên địa bàn thành phố. Dự hội nghị có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường. Xác định tầm quan trọng của việc thực hiện nghị quyết 35, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và chương trình hành động thực hiện nghị quyết, trong đó đã triển khai đề án tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội tại thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, với nhiều mục tiêu giải pháp cụ thể góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban cán sự đảng, đảng đoàn đã thành lập Ban Chỉ đạo 35 của cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Ban Chỉ đạo 35 thành phố tổ chức 2 hội thảo khoa học và 7 lớp tập huấn. Ban Chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức hơn 50 chương trình, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cộng tác viên, thành viên tham gia Ban Chỉ đạo. Các đơn vị địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, nắm bắt tình hình, giải quyết sớm, kịp thời các vụ việc gây bức xúc trong nhân dân, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý thông tin xuyên tạc, kích động, đấu tranh chống âm mưu kích động, chống phá của các thế lực thù địch. Các đơn vị nòng cốt làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các dấu hiệu tự diễn biến, tự chuyển hóa, công tác thông tin tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực được các cơ quan báo đài thành phố chú trọng, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.